Hôm nay mình có mua một cái sản phẩm mặt đèn năng lượng mặt trời với 1.500W, có khả năng chống nước là IP67 nha. Thì mình sử dụng khoảng một ngày thì mình sẽ đưa ra review đánh giá chi tiết cho các bạn. Nào quan tâm thì có thể tham khảo và sử dụng cái đèn này khi mà các bạn xem video, để tránh khi trường hợp các bạn mua về mà không biết cái sản phẩm nó như thế nào. Thì đây là trên tay mình review nhanh. Thì khi mình mua về thì cái sản phẩm của chúng ta được đóng gói như thế này. Thì các bạn nào quan tâm mình để link shop cho các bạn tham khảo. Thì đây là một cái sản phẩm về bên ngoài thì mình khi khui ra thì đơn giản nó chỉ có một cái tấm năng lượng mặt trời và với kích thước từ 29 đến 35, và cái có phụ kiện kèm theo bao gồm một cái remote điều khiển và một cái tấm năng lượng mặt trời và một cái đèn kèm theo, với kích thước của cái đèn là khoảng với kích thước thì theo mình thì nó khoảng chừng 20-30 ha. Rồi thì cái đèn này thì kết nối rất là dễ dàng, các bạn chỉ cần có đầu nối và kết nối vào và chúng ta sử dụng ngay. Thì cái tấm năng lượng nó đã có năng lượng rồi, chúng ta chỉ cần kết nối vào và bật sáng lên là xong. Thì về cái trọng lượng của cái đèn thì mình thấy nó cũng khá là nhẹ, nên các bạn có thể treo ở bất kỳ vị trí nào được bắt ốc vít kèm theo cái phụ kiện được bắt vít đầy đủ ha. Rồi sau khi mình test vào buổi tối thì mình sẽ test cùng với người bạn nhỏ đồng hành này. Thì các bạn thấy khi mà mình test đứng đứng xa với góc độ khoảng 50 mét vuông, thì trên góc nhà của mình là khoảng 50 mét vuông, mình có cô bé này đứng để mà mình quay thì rất là xa, ánh sáng thì ok. Rồi về ánh sáng và trọng lượng và tấm pin thì mình thấy nó cũng tương đối không có bự lắm. Ngày ánh sáng thì vào buổi tối mình thấy nó cũng được với khoảng 40 đến 50 mét vuông á, là ok cho thích hợp cho việc các bạn để sân thượng, sân giường hoặc sân trước, sân sau gì cũng được ha. Đối với cái ánh sáng thì mình đánh giá chi tiết là ánh sáng nó không có trong và sáng như là cái đèn điện của mình nha. Đối với cái đèn led này, mình không biết những cái đèn led khác làm sao, nhưng đối với mình cảm nhận đây là một cái ánh sáng trắng, nói chung là nhìn nó hơi xanh một chút ha, cảm giác nó hơi xanh nên nhìn nó hơi nhức mắt. Rồi sau khi mình test bằng cái remote, vào buổi tối mình test, mình đứng từ dưới đất mình treo cái đèn lên cao khoảng chừng 30-40 mét á, thì mình vẫn có thể điều khiển cái remote được ha. Thì mình thấy cái đèn này điều khiển từ xa và mình để nó sáng đêm á thì cái độ sáng của nó cũng vừa vừa vậy đó. Cái remote đó thì chúng ta có thể điều khiển được rất là nhiều chế độ, từ 2 giờ, 4 giờ và 8 giờ tùy thôi, thì nó tới giờ nó sẽ tự động nó ngắt. Có thể tìm hiểu thêm cái sản phẩm dưới phần mô tả video. Rồi nếu các bạn mua thì có thể, nếu các bạn đang sử dụng hoặc các bạn tìm hiểu những cái loại đèn nào thì có thể chia sẻ và comment dưới phần mô tả video. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Oops, my baby, you woke up in my bed. Oops.